Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Trời ơi, sáng giờ nhắc mấy trường nào chị tới nữa. Thử áo. Đang thử áo, có áo rồi kìa. Có áo rồi, thử áo. Này chả chai hả chị? Này chai hay mặn ta? Mặn hả? Ồ, bữa nay cũng mặn luôn hả? Cái này mình cúng hả chị? Dạ. Cúng mặn. Ủa sao chị như vậy nha, chị đắc chuyên nghiệp rồi chị như là chị thiếu mặn nha. Anh im lặng đi để cho từ từ anh sẽ thấy kết quả của chị Nhi nè. Đó, chị Nhi sẽ trả lời câu hỏi của anh nè. Coi nè. Chị cắt ra là khoảng 20 mấy miếng á. Mà vẫn còn nguyên nha. Đó, chuẩn bị nè. Rồi chả nè. Trời ơi. Chị đang áp dụng cái công nghệ cắt tỉa bông vào cắt những thực phẩm bấm lại mới được. Ủa anh xả đâu rồi chị? Anh đang lặt rau luôn ngoài kìa. Ủa hả? Không cần em cắt gì. Tiếp đường nữa hả chị? Ủa sao mình không dọc xuống thôi? Cái bà gì kỳ ta? Thì em nhìn thấy lạ. Không rớt đâu. Nó có cái đồ hít đó. Cái này chả gì lạ quá ha. Chả bánh hả? Chả bánh á, mình dịch ngược lại. Tại như đây hình như đâu có thấy trời chả này đâu, nó hình vuông nữa. Ở đâu lận? Cái này là nó ở đâu mới có chị? Là chị đâu lận? Ở chợ bún. Chợ bún hả? Cái này chị đặt mà. Nên em nhìn lạ. Ở đây đâu hay có bán lộn. Này cục chỉ là cái gửi đó. Chí rử hả chị? Chí sao lên chị đặt đồ chai. Hôm nay chị đi bán chưa? Tối hôm nay chị đi căng rồi. Là bữa giờ có bán được cái nào chưa hả? Tối nay thì căng là ngày mai mới bán. Tại vì mình ngày chín mình mới đi bán. À mùng chín đó phải không? Bán ở nhà luôn hả chị? Bán tại chợ. Nhận chừng vài ổ đó, nhận vài ổ bỏ vô mâm. Chừng chục ổ hay là nhiêu, năm ổ gì đó. Mình nhận hết là hơi bị lâu á. Để chị coi coi thử chị cúng sao. À, thì của chị. Chứ phải để nguyên như này mình cúng như này nó đẹp hơn. Chả tiêu. Một cuốn vậy là 170 hả chị? Ký 2 cuốn. À, ký 2 cuốn. Vậy là... Nửa ký cuốn. Cái này là chả gì chị? Chả heo. Chả heo mình. Cái này cũng chả heo. Ôi sao mấy con rồi? Nó nghe cái mùi nè. Nó nghe nó bay lại rồi đó. Không mà lạ như có ngạo có rồi. Vì nó thấy mình cúng nhiều đồ nhiều rồi đó. Là nó bù lại cho lắm. Hả? Đâu rồi mà về mà ra tiệm
ngoài tiệm á, ở ngoài sắp đi đâu á, để kêu anh vô nha. Này chị cũng là 30 ổ viên á, hai ổ viên cho liêu nữa, tôi đâu có mua đâu. Hả? À, chắc chưa đó, chút lên như vậy. Ngày nào cũng lên mà. Vậy là chắc anh chạy đâu rồi. Đó là anh đi mua cơm. Hay cũng sớm lắm à. Giờ cũng 10 giờ mấy rồi. Coi chừng anh đi mua cơm á. Mà anh này cũng sớm á. Cái này trời mưa rồi nè. Anh đang rửa, anh đang rửa. Anh yêu của chị đang rửa rau. Có ai rửa rau phụ anh ngoài không ta? Không, rau cũng ít à. Như leo rồi với rau, rau sống. Chả này tiêu nhìn ngon quá. Tiêu quá trời tiêu. Có tiêu nó cay lắm không? Sáng giờ là cũng lớn cho cậu nhiều lắm. Gì ốc tiêu. Kìa, đeo vô. Tiếp ngựa tay đi bán ơi. Đó, bây giờ là chị nhét trả đầu vô nè. Đó, chị nhận vô. Chờ chút vô leo vô tới nữa nè. Chị đọc bánh mì đi chị. Chị đánh này chị đọc rồi phải không? Đọc rồi. Chị đọc đúng không? Rồi rau với rau răm tới luôn. Rau răm dưa leo. Lấy kéo cắt bánh mì đi. Lấy một cái dao đó. Lấy một cái bàn đó ha. Lấy cái bàn không Teo? Mở ra cái mình mở gì một cái năm.
Bỏ kim ăn. Đây hai cái mâm đi anh ơi. Anh đang làm cái mâm đó là mâm bỏ ra. Để cho cái mâm đó. Gì cự với ông Tiêu? Dạ lại ông Nam đi. Ở trên hành nữa đó, để đỡ là cậu mềm cậu ăn không được á, ốc tiêu rồi. Bánh mì nó dở lắm, nó đụng nước cái là nó nở ra liền à. Chị cắt cái đó là gì? Cắt chưa?
chưa leo đi, thôi để sao à. Bà xã qua bên đây nè, bà xã lấy bằng cánh bà xã. Cái lo kìa. À, cái lo hả? Để đâu đâu đâu. Thôi, chị anh qua quảnh anh đứng đi. Tại em không có muốn điện thoại em dính nhiều quá. Vô cái lò là bị bản quyền chắc luôn. Vài bữa nó báo tới đó anh. Không phải báo liền đâu, chừng 10 ngày nữa tháng. Bà bán bánh mì, còn này là bà bán bánh mì, ông bán bánh mì từng bánh bánh này. Bởi chịu khó hãy dẹp được sao? Người ta nói là nếu em mà phải lăn vào bếp thì nên cũng cậu là phải lăn vào bếp nữa. Này nghe sâu sao? Nghe lạ lạ đúng không? Nghe lạ quá. Lạ nhưng mà đúng á. Em muốn cúng cậu phải lần rồi. Thấy ở đây không có cái bếp nào luôn. Rồi, không à. Không. À. Mà có sẵn không à. Bây giờ là nhận bánh mì xong rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ thì mấy anh đem bánh mì ra ngoài để chuẩn bị là cúng cho cậu Năm. Và bữa năm Tết thì đang dọn dẹp ở hậu trường. Đó. Giờ thì mình sẽ lên ở phía trên để chuẩn bị là cúng cho cậu Năm. Ô hai dĩa luôn cô chú anh chị ơi. Hai mâm rất là lớn luôn nha. Rồi cái video của Hiện Tiên đến đây kết thúc nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ được chị. Chị cứ lấy đi chị. Chị xá xin cậu là được rồi. Dạ. Dạ. Dạ em chào chị nha. Dạ bye bye, bye chị. Cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành và thành công trong cuộc sống và có nhiều sức khỏe nha. Rồi cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để đồng hành với Hiện Tiên trong những cái chặng đường tiếp theo ở mẫu của cậu Năm và những cái video mới. Rồi bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.